Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Hoa Kiểng Bến Tre của mình. Một ngày mới ha. Đây là cây những cái chậu vật thò của mình nè mọi người. Hiện tại thì cây của mình phát triển tương đối tốt. Cây xanh mướt ha, gốc thì rất chi là mập. Đây mình quay gần cho mọi người xem nè, gốc rất chi là mập. Ừ trạng luôn nè, to bằng cái ngón tay út rồi đó mọi người. Và cả đọt ở những cái nách lá thì ra tương đối đều, đẹp. Hôm nay thì cũng là ngày 20 tháng 11 âm lịch đấy ha. Hôm nay thì nhà mình sẽ tiến hành ngắt đọt cho cây vần thọ này. Vần thọ này thì mình chỉ làm có một cây thôi mọi người. Thì không biết chỗ mọi người thì như thế nào, chứ ở chỗ mình á, nếu mà những người mà làm vần thọ mà làm cái giống F1 Sài Gòn 21 này ha, thì người ta đã bắt đầu ngắt đọt rồi. Ngắt từ ngày 19 cho tới ngày 21, hầu như tới ngày 21 là người ta ngắt xong hết rồi mọi người. Thì cái giống này thì bông nó đi nó chậm hơn so với một số loại như là B1, B2, rồng vàng á mọi người. Cho nên là sẽ ngắt đọt trước. Đó, nhà mình ngắt này. Ngắt đọt xong thì mình sẽ tỉa lá luôn. Nói về cái chuyện tỉa lá thì mình thấy có một số người ha, một số nơi ở những cái khu vườn mà người ta làm cũng lớn chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ ngắt đọt trước và tầm một vài ngày sau thì mới có tỉa lá. Còn đối với nhà mình thì mình ngắt thì mình tỉa luôn. Cái thứ nhất đó là do những cái đọt ở những cái nách treo của mình nó lên nó tương đối lớn này, bự rồi. Và cái thứ hai nữa là mình thấy nó mất thời gian mọi người ạ. Mình ngồi đây mình ngắt một lần như vậy để mấy chiều mình còn làm công việc khác. Chứ nếu mà để bữa sau 2-3 ngày mà rạo lại ngắt lá nữa thì hơi mệt ha. Thì mục đích của cái việc ngắt lá, những cái lá đài này này mọi người, thì để cho những cái đọt ở trong này nó búng ra nó mạnh hơn, nó hưởng được cái nhiều phân thuốc hơn, nhiều ánh sáng hơn, thì cây nó sẽ phát triển mạnh hơn. Nói chung thì ở chỗ mình thì ngắt đọt cho bần thọ thì người ta sẽ tỉa lá luôn. Đó, trước hay sau một vài ngày thì tùy vào cách làm thôi. Nhưng mà người ta sẽ tỉa một phân nửa của lá này mọi người. Đó, một cái lá như thế này thì người ta sẽ ngắt bỏ đi một nửa ha. Tại vì vần thọ thì lá nó tốt dữ lắm. Cây nó bự, lá càng tốt. Để cho những cái đọt ở những cái nách này nè mọi người, ta vươn ra. Nếu mình để cái lá như thế này thì nó che đi ha. Thì nói về cái ngày ngắt đọt cho cái vần thọ á, thì tùy cái cách làm của mỗi người thôi. Ở đây thì mình nói chung chung, đối với cái giống F1 Sài Gòn 21 này nè, thì người ta sẽ tiến hành ngắt từ ngày 19 tháng 11 âm lịch cho đến ngày 21 là hầu như là đã ngắt xong hết rồi. Tại vì cái giống này nó đi bông nó chậm bông lắm. Là cái thứ hai nữa là những cái giống khác như là B1, B2 rồng vàng á, thì mình thấy ở chỗ mình thì người ta bắt đầu tiến hành ngắt đọt từ ngày 22 tháng 11 ha, mà kéo dài ra cho tới 26, 27 tháng 11 tùy vào cái cách làm của mọi người. Nhưng mà cứ tầm đó là người ta ngắt. Vần thọ thì người ta chỉ ngắt gói gọn trong một tuần lễ, không tới đâu mọi người. Chênh nhau vài ba ngày thôi là đã ngắt đồng loạt hết luôn rồi. Tại vì cái này cái đầu tháng 12 là nó bắt đầu nhú bông rồi. Đây mình quay gần cho mọi người xem nhé. Những cái đọt của mình nó rất là mập luôn, bự ha, rễ lên thì cũng khá mạnh. Sau khi mình ngắt đọt cho cây thì chiều nay thì mình sẽ xịt thuốc. Xịt thuốc để ngừa bệnh á, thì làm cho cái vết thương mà mình ngắt như thế này này mọi người nó mau hoa lành hơn ha. Thuốc ở đây thì mình sẽ sử dụng Alilepte kết hợp với một số loại khác, nó tùy vào cái tình trạng của cây. Ở chỗ mình thì ai mà ngắt thì ngắt xong các đọt á, thì người ta cũng phải xịt thuốc hết. Đó, rất là kỹ luôn, không chỉ đối với vận thọ đâu, mà các loại hoa kiện khác cũng vậy. Đó, ngắt xong là tỉa luôn. Đây, cách đây tầm 2 ngày ha, thì mình đã tưới cho cây này một cự phân rồi, cho nên là cây của mình thì nó bự như vậy thôi, nhưng mà nó tương đối non, nó dễ ngắt. Đối với những người mà nói chung là có dư đọt mà dài ha, cây hơi già thì người ta có thể dùng cái kéo. Đó, cái kéo mà tỉa lông gà mọi người, người ta ngắt, chứ còn mình thì mình thấy tội dùng kéo nó hơi lóng ngóng. Đó, cho nên mình toàn dùng tay không à. Đây, ngắt đọt thì rất là dễ.
À, có một vấn đề nữa là đó là mình ngắt đọt á, vần thọ thì mình nên trừ bao nhiêu cặp lá ha, thì cái này cũng tùy mọi người thôi. Đó. Có người thì mình thấy trừ 3 trừ 4, 1 2 3 4 trừ 3 trừ 4, còn có người thì trừ 5. Như nhà mình thì làm vần thọ từ trước tới nay thì bao giờ cũng trừ 5 cặp hết mọi người. Để làm sao ha, để cho cái tàn của mình nó được bự, nó được nhiều bông. Khi nào mình cũng trừ 5 cặp hết. Trừ 5 cặp là không có tính cặp lá mầm á. Đây này, cái cặp lá mầm ở dưới này là mình không có tính nha. Mình tính từ cái cặp này này, từ cái cặp lá này này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Đó. Và khi mình ngắt á thì nói chung thì cũng có tùy chậu. Ví dụ như chậu nào mà nó cũng đều được 5 cặp hết thì mình trừ 5 cặp. Còn như trong cái chậu đó mà có một cái cây mà nó ít hơn ha, được 4 chẳng hạn. Thì có hai trường hợp, một thì mình để bữa sau cây lá nó nở ra đi mình cắt 5 cặp. Còn trường hợp thứ hai thì mình ngắt luôn 4 cặp. Riêng đối với nhà mình là tham lam lắm mọi người, khi nào mình cũng trừ 5 cặp hết. Để cho cái bông nó cho được nhiều. Cây vần thọ này rất là mập, rất là đẹp, chèo nó lên nó rất đều luôn ha. Đây. Thì về chăm sóc cái vần thọ ha, phân thuốc cho cây. Tưới phân từ lúc mà ra con giống, từ lúc mà ương tới nay á, thì trong kênh của mình có rất nhiều video rồi, mỗi cái giai đoạn mỗi cái công đoạn thì mình đều làm những cái video vậy chia sẻ với mọi người. Tuy nhiên thì mình cũng nói mọi người là có một cái cách làm khác nhau. Mọi người cứ tưởng tượng đi, ở chỗ mình đó là cây làng hoa kiện ha, riêng đối với cây vần thọ này này thì nguyên một làng có rất nhiều xã và ai cũng làm hết trơn ha, người làm hoa này người làm hoa kia, nhưng vần thọ là một trong những cái loại mà bestseller ha, được làm nhiều nhất. Đó. Cho nên là rất là nhiều người làm và mỗi người thì đều làm mỗi kiểu, nhưng mà tới Tết thì thấy nhà nào cũng đẹp hết mọi người. Đó. Thấy nhà nào cũng rất là đẹp, rất là rực rỡ, mọi người đẹp một vẻ ha. Đó. Mình tỉa lá trước. Cây vần thọ này nó có mùi rất là thơm, mùi thơm nó nồng lắm, cho nên là giờ mà đi vào những cái vườn vần thọ mà lớn lớn đó mọi người sẽ thấy cái mùi thơm nó nồng. Vừa nãy cái ống kéo này làm cho cái cây nó bị nghiêng này. Đó. Đây. Một cặp này, hai này, ba này, bốn, năm. Đó, mình ấy thì mình hay đếm vậy thôi chứ thực ra thì những cái cây này nó cũng đều nhau á, cứ cứ đọt là bấm ngang là được ha. Cái này có thể đưa đi nhân giống này mọi người. Mình cũng trừ lại một ít. Để chiều nay mình cắm một ít chậu vần thọ ha. Đó. Đó, như cái này mình cắm xuống là tự nhiên bữa sau cây nó sẽ lên bông. Ở chỗ mình thì cũng nhiều người cắm đọt vần thọ lắm. Tại vì từ nay tới Tết không còn nhiều thời gian nữa. Và người ta cứ làm được cái gì là làm thôi ha. Cứ đẹp thì sẽ có người mua. À. Thì sau khi mà mình ngắt hết những cái chậu này thì mình sẽ tỉa lá một cách đồng loạt và tiến hành ngắt tiếp những cái chậu một con này này mọi người. Mình ở đây có cũng có một số chậu một con ha. Chậu một con thì mình cũng tỉa lá. Đó, mình tỉa một nửa lá thôi. Mình làm một lần luôn chứ đúng như là người ta không có tỉa giống như mình đâu, người ta để 1 2 ngày nữa khi mà để cho những cái lá này ha, nó hút chất lên, nó nuôi những cái đọt đi. Tại vì mình bấm một lần thì nhiều khi cái cây của mình nó bị yếu, nhưng mà nhà mình thì đọt nó đầm mạnh rồi đó, và không có nhiều thời gian làm lẹ để còn làm những cái công chuyện khác, nên là mình sẽ bấm. Thì những đối với một cây một con này thì mình cũng cố gắng ngắt làm sao mà được 5 cặp lá, nên 1 2 3 4 5 cứ là được 5 cặp là mình ngắt mọi người ạ. 5 cặp như vậy là một chậu bông của mình sẽ được 10 bông đó. Không có tính cặp lá mầm nha mọi người. Cặp lá mầm thì cũng có cây nó lên được, cũng có cây thì nó không có lên được ha, cho nên là mình không có tính cặp lá mầm. Đó, sau khi mình ngắt đọt xong thì mình sẽ tản những cái chậu bông này ra ha, để cho những cái đọt chèo này nó phát ra, nó có không gian, có nhiều ánh sáng mà cái tàn nó được tròn hơn, được đẹp hơn, tản ra, tản rộng ra mọi người. Đó, tại vì những cái chậu này ra sau này nó rất là bự luôn. Đó, và một vài ngày sau nữa thì mình sẽ tiến hành thêm cái giá thể cho những cái chậu vần thọ này.
thì tới lúc đó mình sẽ làm video chia sẻ cho mọi người nha. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi ha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.